Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị cũng như là bà con Phật tử xa gần có một ngày mới, một buổi sáng có nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Mong là tất cả cô chú anh chị khi mà có xem video cũng vui lòng ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Dạ thì sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 10, Hải cũng tiếp tục cố gắng để mà cập nhật những cái thông tin tình tiết mới nhất tại khu vực làng Nũ, nơi mà công ty xe cuốc của anh Lương cũng như là lực lượng chức năng công an địa phương và dân quân ở đó cũng đang tích cực để mà hỗ trợ tìm kiếm 9 nạn nhân còn lại. Thì trên cái đoạn hình ảnh mà tất cả cô chú anh chị khán giả chúng ta đang xem, thì như cái thông tin Hải cũng có chia sẻ ở trong video trước là hiện tại công tác tìm kiếm ở làng Nũ mặc dù đã hết cái gia hạn 5 ngày nhưng mà bên đội của anh Lương vẫn tiếp tục cố gắng xin để mà gia hạn thêm 5 ngày nữa để mà tiếp tục tìm kiếm trong 5 ngày tới, mong rằng sẽ tìm được 9 nạn nhân còn lại của chú anh chị, chứ không phải như những cái thông tin đồn là tạm dừng tìm kiếm ở làng Nũ nha. Bên công ty của anh Lương và lực lượng chức năng địa phương, dân quân ở đó, công an ở đó, người ta vẫn cố gắng để mà tìm kiếm trong 5 ngày tới gia hạn nữa đó cô chú anh chị. Và như trên hình ảnh thì cô chú anh chị chúng ta cũng đang xem là bên công ty của anh Lương vừa tăng cường tiếp tục thêm một cái máy cuốc mới vào nữa. Và cái máy cuốc này nó sẽ có một cái chiều dài, tức là cái cánh tay của nó dài khoảng chừng tới mười mấy mét lần cô chú anh chị, để mà hỗ trợ và tìm kiếm ở đào những cái khu vực xa hơn. Và trong cái ngày hôm nay thì anh Lương và bên công ty, bên dân quân địa phương, lực lượng tìm kiếm ở đó, người ta cũng có chia sẻ rằng là có 2-3 điểm nghi vấn ở tại cái nơi mà chuẩn bị tìm kiếm trong cái ngày hôm nay. Hãy cũng hy vọng rằng là sẽ có những cái phát hiện, những cái bất ngờ đối với những người anh hùng thầm lặng như là chỗ công ty của anh Lương, các anh nhân công, tài xế xe cuốc và lực lượng chức năng tại đó đã cố gắng miệt mài trong xuyên suốt hơn 20 ngày để mà tìm kiếm những nạn nhân nằm sâu dưới lớp bùn cô chú anh chị. Thì trên cái đoạn clip hình ảnh mà tất cả bà con và cô chú anh chị khán giả của chúng ta cũng đang xem là cái công tác tìm kiếm bên phía công ty của anh Lương đó vẫn đang tiếp tục diễn ra và vẫn đang tích cực để mà hy vọng rằng sẽ tìm hết 9 nạn nhân còn lại ở tại khu vực làng Nũ đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình cũng nhìn thấy là bên công ty của anh vẫn đang tích cực tìm kiếm chứ không có dừng tìm kiếm như là những cái thông tin người ta chia sẻ nha cô chú anh chị. Và anh đã tăng cường thêm cả một cái máy với có một cái cánh tay nó dài khoảng chừng tới mười mấy mét đó cô chú anh chị, để mà cố gắng là đào sâu và đào xa ở những cái nơi mà không có vùng lúng á, khó tiếp cận gần, thì cái máy cuốc dài này nè, cánh tay dài mười mấy mét này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt trong cái thời gian tìm kiếm 5 ngày tới nữa đó cô chú anh chị. Và hiện tại như cái thông tin thì Hải cũng được biết á, là có một số bà con, gọi là bà con khán giả Phật tử đó cô chú anh chị, người ta xem được video, người ta cũng thấy được cái sự miệt mài và cố gắng bên phía lực lượng chức năng, dân quân và bên ăn nhân công, tài xế xe cuốc á, thì cũng có hỗ trợ đóng góp một phần nào đó để mà hỗ trợ gọi là cái công tác phí cho những cái người mà phải đi dò tìm bằng tay như là dân quân địa phương và bên nhân công đó cô chú anh chị, để mà hỗ trợ một phần nào đó. Chứ riêng bên công ty của anh Lương thì vẫn là không có nhận ngay cô chú anh chị. Anh chia sẻ rằng là tất cả ăn uống, xăng dầu hay là mọi thứ thì anh có thể lo được cho bên nhân công, bên xe cuốc của anh, chỉ là hỗ trợ để cho các lực lượng tìm kiếm bằng tay, như là bên dân quân đó, người ta sẽ cùng với anh để mà đi tìm kiếm, chứ một mình bên anh thì cũng không thể nào mà làm được đó cô chú anh chị. Cho nên là Hải cũng rất là hy vọng với cái sự gọi là cố gắng hết mình vì đồng bào, vì bà con, mà bên chỗ của anh Lương, nhân công của anh cũng như lực lượng địa phương ở đó thì sẽ có một cái phép màu thật là tốt trong cái ngày 5 tháng 10 hôm nay để mà tìm kiếm tiếp tục được những nạn nhân còn lại để mà đưa về cho người thân được nhận dạng, được an táng và để họ được an nghỉ với cô chú anh chị, cũng như là những cái người thân người ta cũng an lòng hơn.
Dạ, trong đoạn clip thì tất cả bà con mình cũng thấy là phải nói là có hiện tại bây giờ thì phải nói là 3-4 máy liên tục, kể cả cái máy mà có cái cánh tay dài vừa được tăng cường bên công ty của anh Lương vào đó, cô chú anh chị cũng đang cố gắng gọi là miệt mài, cố gắng kiên trì để mà tìm 2-3 cái điểm nghi vấn mà bên anh đã phát hiện đó cô chú anh chị, để mà hy vọng rằng là sẽ đào tìm kiếm được chính nạn nhân còn lại ở tại khu vực làng nổ trong ngày hôm nay. Hãy cũng như tất cả bà con mình cũng chỉ cầu nguyện thôi, mong là cái sự cố gắng và cái tấm lòng gọi là thật sự có tâm những người hùng thầm lặng như là bên công ty của anh Lương nè, các nhân công nè, rồi bên lực lượng chức năng đó, sẽ có một cái kỳ tích, một cái phép màu trong ngày hôm nay và những ngày tới ha cô chú anh chị, để mà tìm hết chính nạn nhân còn lại. Thì như cái thông tin mà Hải được cập nhật đó, thì cũng biết rằng là bên công ty của anh đã xin gia hạn được thêm 5 ngày nữa đó cô chú anh chị. Hải cũng hy vọng rằng là trong cái sự gia hạn 5 ngày này, bên công ty của anh và lực lượng chức năng địa phương ở đó sẽ thật sự tìm kiếm hết được chính nạn nhân còn lại nha cô chú anh chị. Hãy cũng cầu mong trời Phật sẽ phù hộ, vì phải nói là cái tấm lòng của bà con rồi của lực lượng chức năng và bên công ty của anh Lương đó phải nói là quá là tốt rồi cô chú anh chị. Dù đã hết gia hạn rồi cũng cố gắng để mà xin thêm 5 ngày nữa, rồi đưa thêm cả những cái máy cuốc là gọi là dài nhất để mà hỗ trợ tốt nhất, kịp thời nhất đến làng nổ nữa, để mà tiếp tục tìm kiếm chính nạn nhân còn lại đó cô chú anh chị. Cho nên là trong cái công tác tìm kiếm hiện tại á, thì vẫn còn đang diễn ra, tiếp tục tìm kiếm nha cô chú anh chị, chứ không có dừng lại. Cho nên nhiều cái thông tin người ta chia sẻ là tạm dừng tìm kiếm là không có đúng nha cô chú anh chị. Hiện tại thì công ty của anh và bên lực lượng chức năng địa phương ở đó, người ta cũng cố gắng tiếp tục trong 5 ngày nữa để mà tìm kiếm chính nạn nhân còn lại. Và nhiều khi là do những cái hình ảnh được ghi hình từ xa, phóng to, cho nên là nhiều khi nó có bị mờ nhòe gì, thì hãy mong là tất cả bà con và cô chú anh chị khi mà có xem cũng vui lòng thông cảm giúp cho kênh nha. Nhớ là đăng ký kênh và like khi xem video, để mà hãy cố gắng kịp thời nhất, nhanh nhất để mà cập nhật về cái tình hình tìm kiếm tại làng nổ cho bà con mình được rõ hơn. Thì trong cái công tác tìm kiếm đến thời điểm khi mà Hải quay video này thì chẳng đang miệt mài và cố gắng tìm kiếm ở hai cái điểm nghi vấn trên. Nếu như mà có thêm những cái thông tin nào đó tốt, những cái tín hiệu nào, sự phát hiện nào mới hơn, Hải sẽ cố gắng nhanh nhất để mà cập nhật, chia sẻ, báo lại cho tất cả bà con, cô chú, anh chị, khán giả chúng ta được biết. Hải cũng hy vọng thôi là trong cái ngày hôm nay và 4 ngày tới nữa, thì công ty và lực lượng chức năng cũng như bà con làng nổ sẽ có cái một cái tin vui rất đặc biệt là tìm hết được chính nạn nhân còn lại, để mà đưa về được người mất cũng được an nghỉ nha cô chú anh chị, và người sống thì cũng được an lòng hơn. Cái máy cuốc này là phải nói là cái cánh tay của nó rất là dài đó cô chú anh chị, tới mười mấy mét, cho nên khi mà hỗ trợ mà đứng từ xa đó cô chú anh chị, thì để mà cuốc á, thì nó cũng gọi là nó có hỗ trợ tốt hơn. Khi mà những cái vùng đất lún mà không có tiến vào được á, thì cái cánh tay dài này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Thì Hải cũng nghe được anh Lương chia sẻ là đã phát hiện được 2-3 cái điểm nghi vấn rồi, cho nên mới cố gắng là tăng cường thêm máy và cố gắng xin gia hạn thêm 5 ngày nữa để mà cố gắng tìm kiếm đó cô chú anh chị. Hãy phải nói là rất là phục, rất là quý thật sự những anh hùng thầm lặng như là công ty của anh Lương và tất cả anh em tài xế bên xe cuốc của công ty anh. Và quan trọng nữa cũng là nhờ sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng địa phương và dân quân có mặt ở tại làng nổ, để mà hết lòng giúp đỡ để mà cho tất cả bà con ở làng nổ tìm kiếm người thân của mình đó cô chú anh chị. Dạ thì đoạn video đến đây cho phép Hải xin được tạm dừng nha. Nếu mà có thêm những cái tình tiết nào mới, những cái phát hiện mới bất ngờ để mà tìm kiếm được nạn nhân, thì Hải sẽ nhanh nhất để mà cập nhật cái video, chia sẻ thông tin cho bà con của mình được biết. Hải rất là cảm ơn tất cả bà con và cô chú anh chị đã dành thời gian để mà theo dõi thông tin. Hải chúc cho bà con mình có một ngày có nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Hải mến chào tất cả cô chú anh chị, hẹn tất cả cô chú anh chị khán giả ở một cái tập sau. Hải rất là cảm ơn cô chú anh chị ạ.